cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati samicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chanidukha faya patta chanifaya soka patta chani soka hontu sape pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam Mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái Tam Bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4 giờ 28 phút sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 2 giờ 2 phút nữa đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa, nếu có cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Sơ thú lần thay, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ thường có thanh tâm, kính lễ để được phước hạnh, kính lễ để được phước sang. Kính chào con tu nữ Như Pháp, mình chào Huân Chân Ngộ, Chích Mê Ta, Chích Quyến Mộng, Chích Thi An Lạc, Chích Hạnh Kiểm, Chích Pháp Nguồn Lào Cai, Đạo Hữu Lê Tuấn, Chích Kim, Chích Quang Thanh, Chích Tì Na và Đạo Hữu Karuna. Hôm nay đường truyền của Chích Quang Thanh không được ổn định ha. Cứ té lên rớt xuống hoài. Kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, lâu quá mới gặp. Thượng Tọa có được an vui không ạ? Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 147. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Bụt thù ma hệ sì a ra hằng tất thà gá tô lô cô ta mô sóc bá gá rù hi chệ thá cô lô cá sá sá thà chá nạ đầm mắc bù quý đồ quanh đa má hành tâm ná ra phù chá này giá cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thương giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần,
Con xin đảnh lễ Phật ân đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đi Bồ Quý Giá Tát Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nó Mần Tha Sa Quy Na Kha Rô Cô Sa Pa Nhu Bố Tháp Bát Đi Phù Thí Sanh Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Đá Ra Phù Cha Này Giá Tầm Pháp Bảo Quý Nhãn Vàng Như Lai Soi Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Lần Đặc Dũng Sinh Đại Diện Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dược. Sân khô quý số thô số gá tá sá sa quá cô sá thà số ca mô quá rá thầm bá sá khá cô liền đà bá sẵn sà đi á nà đá rô quá rô hoàn đà má hành tăng ná rá phù. Cái này giá cần tăng bảo thêm bao mặt đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp hàm nhân ai bị. Con xin đại lễ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanathayate nasikhame tuvathanantasabhianupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Alo, âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không? À, hay là lớn, hay là nhỏ, hay là vừa nghe? Alo, alo, quý vị nghe rõ không? Vừa nghe ha, rồi, xa tu. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn này. À, sĩ quan thanh ổn định ha. Hồi nãy giờ té lên té xuống hoài, chắc cũng đau lắm rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học ha. Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng. Câu số 2. Arukayang samutsitang Arukayang samutsitang Arukayang samutsitang. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng Arukayang samutsitang Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng Arukayang samutsitang Bát sát chít tắc cá tăng bìm bằng Arukayang samutsitang. Câu 3 câu 4. A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng Yasana thi thu vần thi tị Yasana thi thu vần thi tị Yasana thi thu vần thi tị. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4. A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng Yasana thi thu vần thi tị A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng Yasana thi thu vần thi tị A tu rằng bao hữu sằng cấp bằng Yasana thi thu vần thi tị. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 147. Bát-sa-chít-ta-ca-tăng bìm bằng Arukayang samut-si-tăng a tu rằng bahu sang cấp bằng yasana thi thu vần thi tị Bát-sa-chít
tắc tăng bìm bằng a ru ga yang sa mu si tăng a tu rằng bá hu sằng cam bằng ya sa na thi thu hoàng thi tí. À, chúng ta còn một cách đọc nữa. À, không phải đọc nguyên câu ha, mà đọc chúng ta chia ra làm hai. Bá sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca yang sa mu si tăng a tu rằng bá hu sằng cấp bằng na thi giá sa na thi thu hoàng thi tí. Đọc lại ha. Ba sa chít ta ca tăng bìm bằng ru ca yang sa mu si tăng a tu rằng bố hữu sằng cấp bằng giá sa na thi thu hoàng thi tí. Rồi bây giờ chúng ta qua giọng kệ. Giọng kệ thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ở đây một câu tám từ thì chúng ta chia ra bốn bốn ha. Thì cái lối kệ này cũng dễ, không có khó. Bhāsacitta kaṁ taṁ bhimbaṁ rūkāyaṁ samuṁ sītaṁ āturaṁ bāhu saṁ taṁ bhaṁ yāsanāthi thuvaṁ thīti. Bà sẽ chín ta ca tăng bìm bằng na ru ca yang sa mun si tăng a tu rang ba hu sang tam bằng yan sa na thi thu quang thi ti. Một lần nữa ha. Bạn sẽ chín ta càng tăng bìm bằng a ru ca yang sa mun si tăng a tu rang ba hu sam bằng yan sa thi na thi thu quang thi tử. Hãy xem bông bông đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu. Rồi sa thủ mời Sik Meta Sik Kim Sik Pháp Nguồn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trong đạo tràng có nghe. Dạ, con kính cảm ơn Ngài cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, quý vị khác có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn cô Kim, dạ ba người. Cảm ơn Pháp Nguồn bốn người, cô Hạnh Kiểm năm người. Dạ, thôi, con cảm ơn sư Phước Sang nữa. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng với quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 147. Bát sa chít ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mut si tăng a tu rằng ba hu sang cập băng yat sa na thi tu hoàng thi ti. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Bát sa chít ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mut si tăng a tu rằng ba hu sang cấp bằng yat sanat thi thu hoàng thi ti. Dạ, con xin phân tích. Bát là trường âm nhấn, xá đoạn âm, chích trường âm nhấn, tá cá là hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bim là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo nguyên âm, á ru là hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút trường âm nhấn, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát sa chít
Takatang bimbang aruka yang samut si tăng. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. A là trường âm thông thường, tú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú là hai đoạn âm, xăng trường âm nhấn, cấp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, thú đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí tí hai đoạn âm. À tu rằng ba hu sằng cấp băng giác sa nát thí thu quăng thí tí. Dạ con xin đọc lại từ đầu. Bát sa chích ta ca tăng bìm băng a ru ca văn sa mốt si tăng. À tu rằng ba hu sằng cấp băng giác sa nát thi thu hoàng thi ti ba sa chích ta ca tăng bìm băng a ru ca văn sa mốt si tăng. À tu rằng ba hu sằng cấp băng giác sa nát thi thu hoàng thi ti. Hãy xem bông bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bát sa chít ta ca tăng bim băng a ru ca văn sa mốt si tăng. A tu răng ba hô sang cấp băng dạ sa na thi thu quăng thi tì. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? À, chi pháp nguồn, sa thú, rồi rất hay à. À, siết mê ta, sai một chỗ. Phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà cái giọng đọc thì sai. Sai chỗ nào? À, siết mê ta chú ý ha. Đầu câu số 2 Aruka Yang, Shimita đọc là Aruka Yang. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Shimita đọc cái câu số 2 Aruka Yang Samosittang. Alo, à, Shimita nghe rõ không ạ? À, chữ phân tích thì a ru hai đoạn âm, nhưng mà khi đọc á, thì a ru ca dần thì đó là sai. À, phải đọc là a ru ca dần ha, chứ không phải là a. À, nhưng mà phân tích thì rất là chính xác, a ru hai đoạn âm, nhưng mà khi đọc thì a ru ca dần. À, nhiều lần nghe như vậy. À, bây giờ xin mấy ta chính là chỗ đó một chút là hoàn hảo rồi. Xà thu xà thu, nhiều khi á, à, xin mấy ta coi như cố tình đọc để coi bà con có chú ý không. À, thử coi bà con có chú ý không. À, nhưng mà thấy xin có nguồn xà thu rồi coi như rất là hay, nhưng mà chỗ này không hay. A ru thì hay, chứ A ru thì không hay. Rồi, mời xích game ha. Trời ơi, chân có lỗ tay thằng ghê quá. Dạ, con cứ nhớ giọng cãi. Con gây con cười chút đến nay. Con xin kính chào sư Chí Đức. Bữa nay có nhiều sư vô quá, được con nhớ coi. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thanh Tâm, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh. Còn sư nào không ta? Chắc cũng có sư núp lùm đó. Hơi đi chờ.
Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thanh Tâm, sư Phước Sang, sư Phước Sảnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Là chắc ăn luôn đó. Kính chào cao hơn cổ mà. Con nghe má con nói vậy đó. Trời ơi. Tại cái giọng cô mít tà hơi già dạng, chút A với A chút đỉnh luôn sư. Trời ơi, chết rồi, lo đọc đi, hãy ngồi bị nữa. Con xin cảm ơn sư phát bài cho con coi, nhưng mà con không bao giờ dồn trong iPhone con đọc đâu. Chỉ nhỏ nhỏ nhảy lung tung rồi sư. Thôi để con trả bài cho rồi đi. Dạ, quý vị, chà, con thấy Pháp Lào Cai, cô Mít Ta, sư Phước Sang, cho tín hiệu nghe rõ, Tina nữa, vậy là rõ rồi, chứ lo cười hoài, rồi chết nữa, cười người không chứ không sao người cười, bữa nay vui thiệt á, trời ơi, ngày mất nguồn Lào Cai bị bể bánh rồi, cậy hay quá luôn, bị bắt luôn, nói, mà nói nịnh bợ, bị sai rồi. Ok, rồi con xin trả bài, bớt cười lại. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 147. Tát-sa-chít-ta-kha-tăng điềm bằng A-lu-kha-yăng sa-mu-k-sít-tăng A-tu-răng ba-hu-sành khách-tăng giá-sa-na-ti-thu-hoàng thi tí. Nghe có ổn không quý vị? Mắc cười đọc không có được gì hết trơn. Thôi đọc lại lần thứ hai đi, cho nó chắc ăn đi, cho nó chắc ăn đi. Bát sa chít ta kha tăng điềm bằng A-lu-kha yăng sa mục chi tăng a tu rằng ba hu sanh khắp tăng gia sa na ti thu hoàng chi tí. Phân tích câu 1 và câu 2. Bát chừng âm ngắn, xá đoạn âm, chít chừng âm ngắn, ta kha hai đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, điềm chừng âm ngắn, bằng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, a ru hai đoạn âm, rõ ràng luôn đó nha sư, chúng mày a ru ha nha. A ru hai đoạn âm, ca chừng âm thông thường, văn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút chừng âm ngắn, xí giống như xí được cái này ha. Xí đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời cười, hồi không lạc lạc ý, hồi bị sai sư lăng sư la nữa, cho biết cười 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 đọc đọc vô cười 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 người không chứ không sao người cười. À, con xin đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Bát sa chít ta kha tăng điềm bằng a lu kha yăng sa mục si tăng a tu rằng ba hu sanh khắp bằng giá sa na ti thu hoàng thi tí. Phân tích câu số 3, a chừng âm thông thường, tú đoạn âm, răng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú hai đoạn âm, xanh chừng âm ngắn, cáp khắp chừng âm ngắn, băng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, giá chừng âm ngắn, bá đoạn âm, nát chừng âm ngắn, thí thú hai đoạn âm, quăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, thí tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, đọc lại nguyên bài và ca kệ. A tú răng bắc hú xanh khắp bằng giá sa nát thi thu quăng thí tí. Bá sa chít ta kha tăng điềm bằng a lu kha yăng sa múc si tăng a tú răng bắc hú xanh khắp bằng giá sa nát thi thu quăng thí tí. Bát sa chít ta kha tăng điềm bằng a lu kha yăng sa múc xích tăng a tu rằng ba hu sanh khắp bằng gia sa nát thi thu hoàng thi tí. Bát sa chi ta kha tăng điềm bằng a lu kha yăng sa múc xích tăng a lu tăng ba hu sanh khắp bằng gia sa nát thi thu hoàng thi tí. Bạt sa chít ta kha tăng điểm bằng a lu kha yăng sa mục xít tăng a tu răng ba hu sanh khắp bằng dạt sa nát thi thu văn thi tì. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chắc chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều si tư,
thật không gì trường cũ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 147. Con xin thưa các sư, các cô tu nữ, các quý vị, con có sai gì, xin cho con biết tín hiệu sai. Trời ơi, cô tu nữ tệ duyên, cô vô trong màn ảnh sau, cô làm nữa cái màn ảnh, mắc hết nữa màn ảnh của tôi, cô vô rồi, cô bấm, hình như cô bấm chỗ mà camera đó, cô lấy ra đi. Dạ, nếu con có gì sai, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị sửa chữa cho con biết. Con mong rằng không có ả uống gì nữa. Con xin mời quý vị kế tiếp đó. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thanh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Metta, cô Kim cho biết tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc bài. Dạ, cảm ơn Sittina, cảm ơn con kính tri ân Sư Phước Sang cho biết tín hiệu. Dạ, con kính nhân Ngài Tri Đức cho bài. Dạ, con xin phép được đọc. Các cô lâu năm rồi mà vẫn còn bị mắc thế, chắc còn mắc nữa. Dạ, con xin phép được đạo bạn ạ. Pasacitta ca tăng bim bằng aruka yang samutsitang aturang bahusang cấp bằng yasanati thu hoàng thiti pasacitta tăng pasacitta ca tăng bim bằng aruka yang samutsitang aturang bahusang cấp bằng yasanati thu hoàng thiti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Pasacitta ca tăng bim bằng aruka yang samusitang. Pat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bim là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát sa chít ta ca tăng bim băng. Câu 2 ạ. Á là đoạn âm, rú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Aruka yang samusitang. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Pasacitta ca tăng bim bằng aruka yang samusitang. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Aturang bahusang cấp bằng yasanat thithu quang thiti. A là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hú là đoạn âm, sang là trường âm, sang này là trường âm nhấn, cáp là trường sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cáp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A tu rằng ba hú sang cấp bằng yát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm,
Thú là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí là đoạn âm, tí là đoạn âm. Yasanat thi thu quăng thi ti. Đã, con xin đọc lại nguyên bài ạ. Pasachitaka tăng bìm bằng aruka yang samusitang aturang bahu sang kap bằng. Yasanat thi thu quăng thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn, nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được kể ạ. Pasachita katang bim bang aruka yang samut si tang aturang bahu sangkap bang yasana thi tuang thi ti. Pasachita katang bim bang aruka yang samut si tang aturang bahu sangkap bang yasana thi tuang thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dạ. Con đã đọc và phân tích xong, có gì sai? Ồ thế ạ, con sai một chỗ ạ. Dạ, con kính tri ân cô Kim. Con xin được xuống mic, con kính mời một vị khác ạ. Có gì sai, mong Ngài Di Đức cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa thêm cho con ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 147. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mu si tăng à tu tằng ba hu sàng cấp bằng dẫn sa nát thi thu hoàng thi ti bát sa chi tằng bát sa chi cát. Dạ con xin đọc lại. Bát sa chi cát bát sa chi ta cát tằng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tằng à tu tằng ba hu sàng cấp bằng dẫn sát nát thi thu hoàng thi ti. Dạ con phân tích câu một câu hai. Bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, chiếc trường âm nhấn, tá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bim trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rú hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút trường âm nhấn, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng. Dạ con phân tích câu 3 câu 4. A trường âm thông thường, tú đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú hai đoạn ăn âm, sang cấp hai trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí thú hai đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí tí hai đoạn âm. Dạ con đọc lại, con đọc câu 3, câu 4. À tu rằng ba mu sàng cấp bằng dắt sa na thi thu hoàng thi tí. Dạ con đọc lại từ đầu. Bát
sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sắc mút si tăng a tu rằng bao hư sàng cấp bằng dắt sa nát thi thủ hoàng thi ti bắt sa chi ta bắt sa bị dắp chỗ này ngoài bắt sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sắc mút chi tăng a tu rằng bao hư ba hu sàng cấp bằng dắt sa nát thi thu hoàng thi ti cái này mấy cô mấy chị bị sai mà sao anh kiểm cũng quên quên nha, đọc lại một lần nữa. Bác sa chi ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sắc muốn si tăng a tu tăng băng sàng cấp bằng dẫn sa nan thi thụ hoàng thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều si tư thật không gì trường cũ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ ban sa chi ta ha ca tăng bìm bằng a ru ca dáng sa môn si tăng a tu đăng ba hồ sang cầm bằng dành sa năn thi thu hoàng thi tỳ. Và con đọc là kệ phân tích và kệ xong rồi, con chỗ nào có sai thì con xin quý sư quý cô nữ thì quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ, con xin dân nước này cho đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp. Hello. Sư Cần Kiểm giống như Sư Meta rồi. Cũng đầu câu số 2 ha. Đầu câu số 2, Aru Ka Yang trong vở là A. Rồi, cố gắng sửa lại chỗ này ha. Đọc giọng kệ thì hãy xem bong bóng đẹp mà đọc sai chỗ này sao đẹp được. Rồi, xin mời quý vị tiếp tục. Rồi, cô tu nữ tự nhiên xa thủ. Dạ, xa thủ thích. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Thượng tọa Thanh Tâm, sư Phước Sang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì em xin đọc và phân tích câu pháp cú số 147. Dạ, kính chào ngài. Bát sa chít tăng cát tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng a tu hoàng bao a tu hoàng a sai a tu rằng ba hú sang cấp bằng yasana thi tu hoàng thi ti ba sa chít tăng ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng a tu rằng ba hú sang cấp bằng giác sát na tí thu hoàng thi tí bát trường âm nhấn xa đoạn âm chích trường âm nhấn tá cá hai đoạn âm tăng trường âm giọng nguyên âm bim này trường âm nhấn hay là giọng nguyên âm mà nó dính nhau. Chị bim trường âm
trường âm nhấn, băng trường âm giọng nguyên âm. Dạ, cảm ơn nhân nha. Đoạn 2, á rú, hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, văn trường âm giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút trường âm nhấn, xí đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 3, a trường âm thông thường, tú đoạn âm, răng trường âm giọng nguyên âm, bá hú hai đoạn âm, xăng trường âm nhấn, cách trường âm nhấn, băng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4, yes trường âm nhấn, sát đoạn âm, nát trường nhấn, thí thú hai đoạn âm, quăng trường âm giọng nguyên âm, thí tí hai đoạn âm. Bát sát chít ta, bát sát chít ta ca tăng bìm bằng á ru ca dằng sâm mút si tăng a tu răng bá hút sang cắp bằng giá sanh nát thi thu hoàng thi tí. Dạ, bây giờ thì dân xin kệ gì chết nữa cô ơi nữa nè. A trường âm thông thường. Dạ cảm ơn chị. Thì tự nhiên nói là A trường âm thông thường mà, đâu có nói đoạn âm đâu. Dạ thôi bây giờ tự nhiên xin kể. Ba sa chi tăng ca tăng im băng a ru ca yang sa mu si tăng a ru a tu răng ba hu sang ca băng ya sa na thi thu quăng thi ti a sa chi tăng ca tăng bim băng a ru ca yang sa mu si tăng a tu răng ba hu sang ca băng ya sa na thi thu quăng thi ti. Hãy xem bông bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều si tư, thật không gì trường cửu. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Á rú là hai đoạn âm, đúng rồi, có chữ A này là mới trường âm thông thường. Á rú là hai đoạn âm. Dạ thôi bây giờ tự nhiên không làm mất thời gian. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Giang Nhật Hà. Dạ, mời Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Thanh Tâm, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 147 ngày hôm nay ạ. Pát Sa Chít Ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng a tu răng ba hu san cấp bằng yat sa nát thi thu vang thi ti. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng a tu răng ba hu san cấp bằng yat sa nát thi thu vang thi ti. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng. Bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá, cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bìm là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rú là hai đoạn âm, ca
là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mus là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A. Dạ, con xin đọc lại câu số 1 và câu số 2. Bát sa chít ta ca tăng bim bằng aruka dăng sa mút si tăng. Dạ, câu số 3 và câu số 4. A tu răng ba hu sang cấp bằng yat sanat thi thu vang thi tí. A là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, cấp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí thú là hai đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí tí là hai đoạn âm. A tu răng ba hu san cấp bằng yat sanat thi thu quăng thi tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Bát sa chít ta ca tăng bim bằng aruka dăng sa mốt si tăng. A tu răng ba hu san cấp bằng yat sanat thi thu quăng thi tí. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bát sa chít ta ca tăng bim bằng a ru ca dăng sa mu si tăng. A tu răng ba hu san cập bằng yat sa na thi thu quăng thi ti. Bát sa chít ta ca tăng bim bằng a ru ca dăng sa mu si tăng. A tu răng ba hu san cập bằng yat sa na thi thu quăng thi ti. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời Sister Tina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 147. Passacittakattang bimbang aruka yang samusitang a tu rang bahu sang kap bang yasanati tu wang thi ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Passacittaka tang bim bang aruka yang samusitang. Pass trường âm nhẫn, xá đoạn âm, chít trường âm nhẫn, tá đoạn âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bim trường âm nhẫn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rú hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút trường âm nhấn, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát sa chi ta ca tăng bim bằng a rú ca văn sa mút xí tăng. Câu 3 và 4. A tu răng ba hú sang cấp bằng yát sa na thi thu quăng thi ti. A trường âm thông thường, tú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú hai đoạn âm, sang trường âm nhấn, cáp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, thú đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí thí tí hai đoạn âm. Passacittaka tang bim bang aruka yang samusitang a tu rang bahu sang kap bang yasana thi thu quang thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ.
Hasajita katang bimbang aruka yang samun sitang aturang bahu sang kambang yan sanati tuwang titi. Pansajita katang bimbang aruka yang samun sitang aturang bahu sang kambang yan sanati tuwang titi. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 147. Dạ con cảm ơn cô Meta, cô Kim và sư Tì Nga cho biết nghe được tín hiệu rõ. Con xin đọc bài câu pháp cú 147. Bát sa chi ta ca tăng bìm băng Aruka rằng samut si tăng a tu rằng bahu rằng kap bằng rat sanat thi thu quang thi ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bát sa chi ta ca tăng bim bằng aruka yang samut si tăng. Bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá là đoạn tá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bim là trường âm nhấn, bằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rú là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát sa chi ta ca tăng bìm bằng aruka rằng sa mút si tăng. Câu 3 và câu 4. A là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá hú là hai đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, các là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn thí, thú là hai đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thí tí là hai đoạn âm, yat sa nát thi thu quăng. Con xin sám hối. A tu rằng ba hu sang cáp bằng rát sanit nát thi thu quang thi tị. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Bát sa chi ta ca tăng bìm bằng aruka rằng sa mút si tăng a tu rằng ba hu sang cáp bằng rát sanat thi thu quang thi tị. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì thường kỷ. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Bạt sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca răng sa mút si tăng a tu răng ba hù răng ca báp băng rạt sa nát thi thủ quăng thi ti. Bạt sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mút si tăng a tu răng ba hù răng ca băng rạt sa nát thi thủ quăng thi ti. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con.
Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ sĩ quan thành đường truyền không được ổn định nhưng mà bây giờ âm thanh thì nghe rất tốt. Qua sự phân tích trường âm đoạn âm rồi giọng kể hôm nay thì sĩ quan thành đã hoàn thành rất là tốt, đường truyền ổn định rồi ha. Rồi bây giờ huynh hành pháp vô sao, chúng tôi đọc một lần ha, rồi huynh đưa tay ha, cố gắng bổ sung thêm một chút thì nắm vững bài học ha. Bhāsacittakataṃ bimbaṃ arukkhayaṃ sammuccitaṃ aturaṃ bahusaṅkhappaṃ bhayassanatthithuvaṃ thitte. Một lần nữa ha. Bhāsacittakataṃ bimbaṃ arukkhayaṃ sammuccitaṃ aturaṃ bahusaṅkhappaṃ bhayassanatthithuvaṃ thitte. Huynh hành pháp nghe được không ạ? Rồi bây giờ qua giọng kệ nè. Bhāsacitta kantam bimbaṃ arukkhayaṃ sammuccitaṃ aturaṃ bahusaṅkhappaṃ bhayassanatthithuvaṃ thitte. Hãy xem bông bông đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn, nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Rồi huynh hành pháp, ngài xin mời bàn tay huynh. Alo. Dạ, con xin chào sư Trí Đức, con theo đạo tràng và con xin đọc đại kinh Thức Cú 147 ạ. Dạ. Bởi vô đó chưa quen, dạ, cứ đọc vậy ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim và Quang Thành đã cho cái tín hiệu ạ. Bhāsacittakataṃ bimbaṃ arukkhayaṃ sammuccitaṃ aturaṃ bahusaṅkhappaṃ bhayassanatthithuvaṃ thitte. Bhāsacittakataṃ bimbaṃ arukkhayaṃ sammuccitaṃ aturaṃ bahusaṅkhappaṃ bhayassanatthithuvaṃ thitte. Dạ con xin phân tích ạ. Bát là trường âm, nhấn xá là đoạn âm, xít chít là trường âm nhấn, tá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đặt theo dạng ngữ âm, bình băng là hai trường âm đặt theo dạng nguyên âm, á là đoạn âm, rú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, văn là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, a là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ba đá ú là hai đoạn âm, sân là trường âm nhấn, cấp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm,
Thú là đoạn âm, Quăng là trường âm, đọc thì giọng âm, Thí Tí là hai đoạn âm mà. Dạ, con xin đọc lại nè. Bát Xá Xích Tăng Ca Tăng Biên Bằng A Ru Ca Chất Văn Sa Mu Xích Tăng A Tu Răng Ba Hú Ba Hú Sang Ca Văn Nha Sa Nát Thí Tu Quang Thí Tí. Dạ. Này con chắc không đọc kể mà. Dạ. Hãy xem bông cũng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều chi tư thực không gì trường cửu. Dạ. Nghe chắc sai nhiều ạ. Có gì xin đạo tràng và mọi người chỉ cho con ạ. Dạ, con xin trả mít ạ. Dạ. Sa thú huynh hạnh pháp mới vô sau mà rất tiến bộ, chỉ có sai một từ à. Alo, quý vị thấy huynh hạnh pháp khi phân tích thì sai cái từ nào, chỉ một từ thôi, vậy là quá giỏi rồi. Alo, quý vị có nghe huynh hạnh pháp sai chữa cái chỗ nào không khi phân tích đó? Thấy em ru hết trơn vậy nè. Hay là nghe huynh hạnh pháp phân tích rồi đọc hay quá rồi ngủ hết trơn rồi ha. Ở đây chúng ta dùng cái từ trí thức và trí ngủ ha. Im ru vậy nè. Sao chỗ nào huynh hạnh pháp chắc biết ha. Nhưng mà tạo một dấu ấn để cho đạo tràng coi có theo dõi mình hay không. Theo dõi một cách say mê ngủ hết rồi. Quý vị thấy huynh hạnh pháp sai chỗ nào khi phân tích? Trời ơi, hỏi sai chỗ nào chứ ngồi đó cười hả? Chán chưa? Huynh hạnh pháp chú ý ha. Khi nào chữ M có dấu chấm thì đó là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Mà nguyên âm ở trước nó là chữ gì? Chữ A, chữ Ý, chữ U. A thì chúng ta đọc là Ân, Ý chúng ta đọc là In, U chúng ta đọc là Ung. Vậy thì chữ Bim Băng, chữ Bim này có dấu chấm ở dưới chữ M hay không? Chị Bim có dấu chấm ở dưới chị M hay không? Nếu mà không có dấu chấm thì nó là trường âm nhấn. Còn chữ Băng, chị M có dấu chấm thì đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chú ý ha, huynh hạnh pháp chỉ sai chỗ đó. Bim Băng một trường âm nhấn, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì huynh hành pháp mới đến với đạo tràng cho nên hơi nhầm lẫn chỗ này, lúng túng chỗ này, và chỉ sai có một từ này thôi, còn bao nhiêu là chính xác. Đó cũng là một sự tiến bộ. Khi mà chúng ta đọc chúng ta hiểu nó là đoạn âm hay là trường âm. Mà khi trường âm thì chúng ta nhận định đó là loại trường âm gì. Và chúng ta tự tin dù không có vào đạo tràng, nhưng mà quý vị cầm một quyển kinh văn về Pali thì quý vị cũng tự đọc tự phân tích và cảm thấy rằng mình đọc chính xác trường âm đoạn âm. Như vậy thì quý vị quan nghĩ chứ không phải học ở đây rồi quý vị chỉ biết ở đây, còn những bài kinh khác làm sao? Đọc không được hả? Không. Quý vị đây là một căn bản. Chúng tôi chỉ là nhịp cầu, chỉ là viên gạch rốt đường để quý vị tiến vào giáo pháp. Khi mà quý vị tự tin mình đọc được chữ nào mình biết chữ đó, như vậy là chúng tôi thành công rồi. Sa thủ huynh hạnh pháp rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi ôn lại
Rồi chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa tự quận ha. Hôm nay thì cô tu nữ như Pháp không thể bốt bài hoặc là Trích Như Quang cũng không có, thì chúng ta sẽ lướt qua phần ý nghĩa tự quận. Trước khi đi vào ý nghĩa tự quận thì chúng tôi xin đọc lại. Pasacit takatang bimbang ukayang samusitang aturang yasanat tuwang hiti. Đọc chậm ha. Pasacitang bimbang arukayang samusitang à tu rằng bao hộ rằng cấp bằng giác sanh thi thu bằng thi tị. Như vậy thì giọng kinh quý vị thấy rằng nó cũng hơi chắc chắc ha, nhưng mà qua giọng kệ thì quý vị yên tâm, bởi vì câu tám từ thì chúng ta đọc một lần hai câu, nhưng mà chia ra bốn ha. Bát sa chi ta ca tăng bìm bằng a ru ca yang sa mun si tăng a tu răng ba hu sang cam bằng yan sa na thi thu văn thi tì. Hãy xem bông bông đẹp chỗ chấp chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cứu. Rồi bây giờ trước khi đi qua phần tự vấn, cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm lâu quá, quý vị biết thượng tọa Thanh Tâm chủ room của Nguyên Như Kỳ Viên ha, mà thượng tọa đến với cái room của chúng ta đây cũng là một vinh hạnh ha. Ai cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm câu Phật ngôn 147. Chúng ta hãy nghe giọng kinh giọng kệ của thượng tọa Thanh Tâm ha. Alo, thượng tọa có chút máy không? Lâu quá không gặp, mấy năm rồi ha. Khi qua chùa Kỳ Viên ở chung với thượng tọa, thượng tọa rất là nhiệt tình, sống rất là nghiêm túc. Hôm nay gặp lại quá mừng. Cũng tỉnh thượng tọa Thanh Tâm ạ. Như vậy là thượng tọa bị bận thế nào đó, không đưa tay nữa. Quý vị thông cảm, có thượng tọa vô chứng minh cho cái room này thì chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Sa thú thượng tọa Thanh Tâm. Rồi bây giờ ta đi vào ý nghĩa tự vận của câu Phật ngôn 147. Câu đầu tiên, Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng. Chữ bát sa, đây là một cái động từ, su ít. Nên mà động từ đây là một tha động từ, tức là Pasa, hãy nhìn hãy thấy, do động từ Pasati ha. Nhưng mà Pasa đây là hãy nhìn hãy thấy, giống như một hô cấp ha. Hãy nhìn hãy thấy cái gì? Chitta, đây là một danh từ trung tính. Akrantana Pumsaka Linga, Chitta là tâm ha. Rồi chữ cá tăng do cái từ cá ta là một cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà được chia đối cách ha. Cá ta biến thành cá tăng Dutiya Vipatti. Cá tăng là đã được làm, Chitta cá tăng là tâm đã được làm. Rồi sao nữa? Bim băng
Bim băng nó là một danh từ trung tính ha, do cái từ bim bá akarantana pung sakalinga, và chữ bim bá này được chia theo đối đối tỷ giáo quỷ phát tí ạc có quá trình á, cho nên bim bá biến thành bim băng. Bim băng có nghĩa là bong bóng, à bong bóng, à rồi tiếp tục ha. Câu số 2 à, hãy xem bong bóng, hãy xem, hãy nhìn cái tâm đã được làm như cái bong bóng ha. Rồi câu số 2 Arukayan, Arukayan ở đây có hai từ. Aru là một danh từ trung tính, Ukarantanapum Sakalinga. Aru có nghĩa là vết thương hay là thương tích, vết thương. Mà chữ Kayan do từ Kaya, Kaya là một danh từ nam tính, Akarantapum Linga, à, và Kaya được chia theo đối cách số nhiều. À, đối tượng giá quy phát tiếp vào u quá trình á, à, cho nên chỉ ca giá biến thành ca dân. À, thì chỉ ca dân có nghĩa là thân thể, à, hay là sự tổng hợp một đống, sự tổng hợp mà dồn đống. Thì ở đây Aruka dân có nghĩa là tập hợp những vết thương, hợp những vết thương. Rồi cái từ Samusitang, Samusitang, Samusitang do từ Samusita, một cái dạng quá khứ phân từ su ích ha, mà được chia theo đối cách, à, tức là đu trị giá quỷ phát tí e câu quá, à, nó biến thành Samusitang đã được dồn đóng, đã được tập hợp lại, được dồn đóng, đã được tập hợp lại. Hai cái gì nữa? Samusi, à, Arukayan, Samusi tăng, Arukayan tập hợp những vết thương, à, à, đã được dồn, đã được tập hợp lại. À, đó là ý nghĩa của câu số 2 mà ngài Hòa Thượng dịch là chỗ chất chứa vết thương. Rồi câu số 3 à, tu rằng bố hữu sân cấp bằng, à, tu rằng bố hữu sân cấp bằng, chữ a tu rằng do cái từ a tu ra, a tu ra và được chia theo đối các số ít đu tỷ giá quỷ phát tỷ câu quá trình á, thì nó biến thành a tu răng. A tu răng là bệnh hoạn, bệnh tật. Quý vị phân tích chữ bệnh tật và bệnh hoạn như thế nào? chữ bệnh tật, à, tức là có những cái vết thương để rồi thành ra, à, gây sự không lành lặn, à, để lại là sự tật bệnh, à, ví dụ đi tập khểnh hoặc là cái tay bị đi một phần nào của thân thể, cái đó gọi là bệnh tật ha. Còn bệnh hoạn, à, chữ hoạn ở đây ám chỉ cho những cái vị mà ở trong triều đình của đức vua thì có những vị quan gọi là công công thì gọi là bệnh hoạn ha. Thì bệnh hoạn hay là bệnh tật cũng đều là bệnh hết, à, cũng đều là bệnh hết. À, à tu rằng ha. Rồi bố hữu sân cấp bằng, chữ bố hữu có nghĩa là nhiều ha. Sân cấp bằng do từ sân cấp bá, sân cấp bá đây là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. À, sân cấp bá có nghĩa là suy tư, niềm hy vọng, ý tưởng hay là kế hoạch. Nhưng mà Sankappa ở đây được dựa theo đối cách số ít đối tỷ giáo quy phát tỷ cao quá trình á, cho nên Sankappa biến thành Sankappa bằng,
Vậy thì bát hối sanh cấp bằng có nghĩa là có nhiều suy tư, có nhiều niềm hy vọng, có nhiều ý tưởng, hoặc là có nhiều kế hoạch. Bệnh hoạn nhiều suy tư. Rồi, và câu cuối cùng, yasana thi thu quần thi ti, chữ yasa là của người nào, của người nào, chữ na cộng với athi biến thành nathi. Na có nghĩa là không, athi có nghĩa là có, và nathi có nghĩa là không có ha. Rồi chữ thu quần do cái từ thu quá, thu quá đây là một danh từ trung tính akrantanapumsakalinga, và thu quá đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo việt pháp tỷ có quá trình ha, cho nên thu quá biến thành thu quăng. Thu quăng có nghĩa là sự bền vững, sự chắc chắn, sự bền vững, sự chắc chắn, mà ở đây ngài hòa thượng dịch là trường cửu ha. Rồi chữ thi tí, thi tí đây là một danh từ nữ tính, ý gần ta ít thì linh ga, thi tí có nghĩa là ổn định, ổn định. Giá sanh thi thu quần thi tí nó không có sự bền vững và ổn định. Của người nào không có sự bền vững và ổn định. Như vậy thì câu Phật ngôn 147 cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa câu Phật ngôn 147, hãy nhìn xem hình bóng được tô điểm. Nó là tập hợp những vết thương đã được dồn đóng, bệnh hoạn, có nhiều suy tư. Nó không có sự bền vững và ổn định. Câu Phật ngôn 147, hãy nhìn xem hình bóng được tô điểm. Nó là sự tập hợp của những vết thương đã được dồn đóng, bệnh hoạn, có nhiều suy tư. Nó không có sự bền vững và ổn định. Rồi, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nhìn kia thể xác mê hồ, một đống thịt thối, một hồn đớn đau, bận tâm đến việc đau đâu có chi bền vững mà cầu trường sinh. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hồn đớn đau, bận tâm đến việc đau đâu có chi bền vững mà cầu trường sinh. Rồi còn này Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngủ ngon rất là ngắn gọn ha. Chúng ta thấy, hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa duyên sự ha. Duyên sự câu Phật ngôn này rất là hay. Chúng tôi xin trình bày về duyên sự. Câu Phật ngôn 147 đâu rồi, 147. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm thì đề cập đến một cái nàng kỹ nữ Sirima. Kỹ nữ thì chúng ta biết rằng kỹ nữ là một cô gái giang hồ, nhưng mà thời kỳ xưa họ sống rất là có cái quy củ, chứ không phải sống một cách bừa bãi. Quy củ ở đây có nghĩa là người nào mà bỏ tiền ra thì người đó có quyền, chứ không phải là một cách lăng nhăng. Chúng ta đã từng nghe một cái người kỹ nữ mà có giới, quý vị biết rằng
một kỹ nữ giang hồ nhưng mà có giới. Khi đã nhận tiền của người ta thì chỉ biết người đó là chủ, chứ không có lăng nhăng người khác. Và quý vị biết rằng khi đã nhận tiền của người ta thì cô kỹ nữ này trông chờ người đó, và trong khi nhận tiền rồi thì anh chàng này đi, đi một thời gian lâu, 3 năm sau mới trở lại. Thì cái cô kỹ nữ kia, cái giới của cô ta là chỉ biết cái người mà mình nhận tiền, và cái số tiền đã xài mà coi như đi khi hết tiền, cô ta phải sống một cái đời sống rất là kham khổ. Cái kiểu như bây giờ mà nhà cao cửa rộng bán đi để rồi xài hết tiền, rồi cô ta phải đi ở dưới những ống cống như vậy, những cái ngôi nhà tồi tàn sụp sệ. Và đến khi mà cái cô ta mà coi như bệnh hoạn ốm đau và muốn xỉu, muốn nhắm mắt tắt hơi, thì anh chàng kia lại xuất hiện. Mà anh chàng kia là ai? Đó chính là Đức Vua Trời Đế Thích, để thử coi cái nàng kỹ nữ này có giới hay không, có chung thủy hay không. Thì quý vị biết rằng cái giới kỹ nữ thời xưa người ta rất là tôn trọng. Và ở đây nàng kỹ nữ Sirima được sống chung với cô ta một ngày thì phải tốn 1.000 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng mới gần gũi cô ta được một ngày, trong vòng một ngày đó. Thế mà có một cái người Phật tử chứng đắc thánh quả Tu Đà Vương, mà cái cô này là vợ một công tử cũng rất là giàu có, nhưng mà còn 15 ngày nữa là cái ngày ra hạ của Chư Tăng. Trong khi Chư Tăng nhập hạ một chỉ còn 15 ngày nữa, mà một cái người Phật tử mà xá lìa tam bảo thì họ có một cái tâm rây rất khó chịu lắm, là muốn được nghe kinh tính pháp, muốn được làm phước của anh này kia. Thì cái nàng Uttara này mới bỏ ra 15.000 đồng tiền vàng. Trong vòng 15.000 đồng tiền vàng đó đi mướn một cái cô kỹ nữ tên là Sirima, tức là cô này, mướn cô Sirima này về ở chung với chồng mình trong vòng 15 ngày để rồi chính cô ta có cơ hội được làm phước, được cúng dường Đức Phật Chư Tăng. Tức là thời gian đó là ông chồng coi như đứng qua một bên vui chơi với cái nàng kỹ nữ Sirima này, còn cái nàng Uttara thì tạo phước còn 15 ngày cuối của nhập hạ. Thì nàng Sirima này là một nàng kỹ nữ tuyệt sắc, khuynh thành ở trong cái thành Vương Xá. Trong một mùa hạ, cô nàng này đã gây thiệt hại đến nàng Uttara, có nghĩa là 15 ngày sống chung với chồng người ta, rồi thấy người vợ kia đầu tắt mặt tối ở trong bếp, làm lấm lem, nghĩa là coi như nhỏ nồi á, rồi cô ta chỉ cho cái chàng công tử kia nhìn xuống, nói rằng ngu quá, sung sướng không biết hưởng mà chui đầu xuống dưới bếp, trong khi đó thì người ăn kẻ ở thiếu gì, mình ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón đầy nhào vô dưới bếp mà làm lấm đêm mồ hôi một cái chỉ cho ông chàng công tử kia thấy, để rồi cười giỡn và nói rằng cái hành động ngu ngốc như vậy không xứng đáng. Và nghĩ rằng mình trong vòng 15 ngày mình là chủ của gia đình, rồi muốn đoạt luôn cái quyền chủ này. Tức là cô ta mới xuống ở dưới bếp thấy nàng Uttara đang chiên dầu, mà hình chiên một chảo dầu vậy, thì cô ta mới tới múc một cái gáo dầu tạt vào người của nàng Sirima, tạt vào nàng Uttara.
Thì nạn Uttara này á, cái tâm rất là tốt. Đây là người ơn của mình, nhờ có cái nàng này mà mình được rảnh để mà coi như tạo nhiều công đức, thì mới có một cái tâm thương hại, mới có một cái tâm mà bi đối với cái nàng Sirima, và nguyện cho cô ta được sự an vui. Trong khi đó chính cô ta xách xách dầu mà tạt lên người của mình. Nhưng mà khi tạc vào người của nàng Uttara thì cái tâm của nàng Uttara rất là mát mẻ. À, dầu đó nó không làm cho cái nàng Uttara bị phỏng gì hết. À, một điều gì nữa. Thì mấy gia nhân mới thấy cái cô nàng Sirima tạc dầu như vậy, súng lại đánh đập cô ta một cách tàn tệ, một cách nghe là tàn nhẫn. Thì nàng Uttara này mới nằm lên người của cái nàng Sirima để cản những cái sự đánh đập của tội tơ. Rồi khi mà thấy của mình hại người ta, nhưng mà người ta không bị tổn hại gì cả, mà người ta là can thiệp mà như vậy, cái hành động này cao quý quá, cô ta mới quỳ xuống sám hối nàng Uttara. Thì nàng Uttara mới nói không, tôi không có lỗi, mà tôi cũng không nhận cái sám hối này được. Tôi sám hối, tôi xin lỗi, hãy đến gặp gặp thầy của tôi, gặp cha của tôi. Thì nàng Sirima nói, cha của nàng là ai? Thì nàng Uttara mới dẫn nàng Sirima này đến trình diện Đức Phật. Nhưng mà nàng Sirima mới nói rằng không, bởi vì muốn đói công chuộc tội thì bây giờ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà để trai tăng sám hối. Như vậy thì cô ta mới tổ chức một cái buổi lễ thỉnh Đức Phật về nhà để thọ lễ trai tăng và xin sám hối. Và đúng cái ngày khi mà Đức Phật thọ thực xong ha, rồi phúc chúc đến cô ta một bài kệ, tức là lấy từ bi thắng nóng giận, lấy thiện thắng ác hung, lấy bố thí thắng sự sân tham, lấy chân thật thắng sự hư nguyện. Câu Phật ngôn đó tiếng Pali nó là A cô thế na chi nê cô tăng a sa thông sa thù na chi nê chi nê ca đa ri văn đa nê na san chê na hi cao quá đi năn tì. Lấy từ thắng nóng giận, lấy thiện thắng hùng, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư. Khi mà nàng Sirima nghe cái bài kệ này xong thì chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Rồi trong khi đạt được thánh quả Tu Đà Hoàn, nàng kỹ nữ Sirima cung kính Đức Phật cùng Chư Tăng vào sáng hôm sau đến thọ đại lễ trai tăng, và nguyện xin đề bắt thường xuyên đến một nhóm tăng là 8 vị. Lỡ trở đi hằng ngày có 8 vị tỳ kheo đi đến nhà của nàng Sirima để thọ bát. Thỉnh các ngài phải nhận sữa chua, thỉnh các ngài hãy thọ sữa tươi, vân vân. Nói rồi cô ta chế sữa chua vào đầy bát của Chư Tăng, mà mỗi bình bát như vậy có thể là sử dụng cho cả 3 cho 4 vị dùng. Hàng ngày cô ta xuất ra 16 đồng tiền vàng để cúng dường sơ bát. Một ngày nọ có một vị tỳ kheo sau khi thọ thực trong cái nhóm 8 vị ở nơi nhà của nàng Sirima, vị này đi đến một ngôi chùa cách độ xa 3 giao tuần. Và khi ấy các vị tỳ kheo đang ngồi hầu quanh vị thượng tọa của mình, hỏi vị sư khách: đạo hữu thọ bát ở đâu mà về tới đây? Tôi dùng phần cơm ở nhà của nàng Sirima để bát đến Chư Tăng, trong đó có 8 vị.
Ồ, như vậy thí chủ có hoan hỷ dân cúng không? À, thưa các ngài, cái việc dân cúng của nàng Sirima thật không thể nào tán dương cho hết. Cô ta dân cúng thực phẩm một cách rất là trọn vẹn, mỗi bình bát để sức 3-4 vị tỳ kheo dùng cũng đủ nữa. Chẳng những thế thôi, cô ta còn đẹp và biết cách làm phước, để bác một cách rất là khéo léo, duyên dáng, không có chỗ nào chê được. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi nghe vị khách tăng ca tụng ân đức của nàng Sirima, tuy chưa được thấy mặt mà đã phát sanh cái tâm ái luyến cô ta. Cho nên anh nghĩ thầm rằng ta phải đi coi mắt nàng mới được. Rồi vì đó đến bạch xin vị sư cả, rồi hỏi thăm vị khách tăng về cách thức phân phối thẻ để đi lễ bát. Hay lắm, ngày mai đạo hữu vào nhà phát thẻ trước nhất thì sẽ được ở trong cái nhóm 8 vị đi bát ở nhà nàng Sirima. Và nghe vậy thì vị đó lập tức hà mang theo y bát. Từ sáng sớm mặt trời vừa mọc, vị đó đã vào đứng ở trong phòng phát thẻ trước tất cả chư tăng. Cho nên lấy được cái số thẻ đi thọ bát ở nhà của cô Sirima trong nhóm chư tăng 8 vị. Bữa hôm qua, sau lúc vị tỳ kheo khách thọ bát rồi ra đi thì cô Sirima phát bệnh. Cho nên cởi hết đồ nữ trang nằm nghỉ. Sáng hôm nay khi mà nhóm tỳ nữ trông thấy các vị tỳ kheo được cấp thẻ trong nhóm 8 vị đi đến thì báo cho cô chủ biết. Cô ta không thể tự tay rước bát thỉnh chư tăng an tọa hoặc là thỉnh chư tăng vào nhà, cho nên gọi các tỳ nữ và bảo rằng: này các em hãy rước bát và thỉnh chư tăng vào ngồi, rồi dâng cháo sáng, bánh ngọt điểm tâm, rồi tới giờ cơm hãy để cơm canh đầy đủ mà dâng nha. Họ thỉnh chư tăng vào nhà, dâng cháo, bánh ngọt điểm tâm, rồi đến giờ cơm họ để cơm canh đầy vào bát và báo cho cô chủ biết. Cô ta mới nói: này các em, hãy đỡ ta dậy, dìu ta ra để đánh lễ các vị trưởng lão. Các nữ tỳ dìu đỡ nàng đến gần chư tăng. Cô ta lão đảo quỳ xuống đảnh lễ. Các vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo mà có tính mà muốn nhìn mặt cô ta thì khi nhìn thấy mới nghĩ thầm: trời ơi, đang bệnh mà còn đẹp như vậy, huống gì mà không có mạnh khỏe mà đeo đồ trang sức thì có ai mà xinh đẹp cho bằng. Và khi đó trong tâm của vị tỳ kheo hằng hà sa số phiền não nổi dậy. Vị ấy đâm ra si tình cho đến nỗi không thể ăn cơm được, mới mang cái bát vào chùa đẩy nắp lại cất qua một bên, rồi trả y ra nằm chùi ở trên giường. Một vị tỳ kheo bạn thấy vậy yêu cầu cố ép cho vị đỡ ăn mà vị này không thể nào được, cho nên tuyệt thực luôn. Đến chiều ngày ấy thì nàng Sirima từ trần. Đức vua Vimbisara gửi thông điệp lên Đức Bổn Sư và Đức Thế Tôn: cháu gái của ngự y Chiwaka là nàng Sirima đã từ trần rồi. Đức Phật tiếp được thánh chỉ báo tin mới gửi lời khúc đáp. Lẽ ra thì nên thiêu xác nàng Sirima, nhưng mà hôm nay lễ thiêu xác sẽ không có. Xin đại vương hãy ra lệnh cho đem cái thi hài của nàng Sirima đặt trong cái bãi sa mang nào đó và cho người gìn giữ, đừng để cho quạ chó cắn xé ăn mất ra. Đức vua làm theo chỉ thị. Ba ngày lần lượt trôi qua, đến ngày thứ tư thì cái tử thi nó sình lên, nước vàng rịn chảy ra theo
cứu khiếu và trọn cái thi thể nứt nở giống như một cái chén cơm nếp vậy. Đức Vua truyền cho người đi đến trống quan khắp thành phố, trừ ra trẻ con ở nhà, người lớn ai mà không đi xem tử thi của nàng Sirima thì phải nộp phạt đến 8 đồng tiền vàng. Rồi Đức Vua cũng phái người đến tỉnh Sita có Đức Phật dẫn đầu đến quán tưởng về thi thể của nàng Sirima. Bậc đạo sư gọi Chư Tăng và bảo rằng: này các tỳ kheo, chúng ta sẽ đến quán tưởng thăm viếng nàng Sirima. Vị tỳ kheo trẻ suốt 4 ngày qua không nghe tin tức gì hết, cứ nằm lì tuyệt thực nhớ tưởng đến nàng Sirima. Cái phần cơm ở trong bát của vị ấy đã thiêu thối, cái bát này đóng bận nhơ. Và khi ấy một vị tỳ kheo bạn của vị đó đến báo tin: này đạo hữu, bậc đạo sư cùng tăng chúng sắp đi thăm viếng nàng Sirima. Mặc dù đã nhịn đói đến ngày thứ tư, nhưng mà vừa nghe đến tên nàng Sirima thì vị tỳ kheo đó vụt ngồi dậy và hỏi: đạo hữu nói gì? Khi nghe lặp lại, Đức Bổn Sư sẽ đi thăm nàng Sirima, chắc đạo hữu cũng đi chứ? Phải, tù đi chứ. Rồi sau khi đổ cơm, rửa sạch bát, bỏ vào trong cây dẹp, vì đó cùng đi với Chư Tăng. Khi đến Bệ Tha Ma, bậc đạo sư có Chư Tăng quay quanh đứng một lối, các vị tỳ khưu ni, các viên, các cận sự nam, cận sự nữ, mỗi nhóm đều đứng riêng một lối phân biệt. Bậc đạo sư Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, nàng ấy là ai vậy? Bạch Đức Thế Tôn, đó là cháu gái của Ngự Y Chi Hoạt Cá, tên là Sirima. Ô, nàng đó là Sirima ư? Dạ thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Và nếu thế thì xin Đại Vương cho người cổ động truyền rao khắp kinh thành rằng: hãy trả 1.000 đồng tiền vàng để lấy nàng Sirima. Đức Vua làm ý theo lời dạy, nhưng mà chẳng có ai ứng tiếng lên dành rằng: để nàng cho tôi, để nàng cho tôi cả. Đức Vua mới báo tin lên Đức Phật biết. Bạch Đức Thế Tôn, không có ai mua. Nếu thế thì Đại Vương hãy sụt bớt giá đi. Đức Vua cho người đi cổ động truyền rao: hãy trả 500 đồng mà lấy nàng Sirima đi. Nhưng mà vẫn không thấy có ai chịu mua với giá đó. Rồi Đức Vua cho người đi cổ động trao sụt giá lần lần, từ 200, rồi 100, rồi 50, rồi 25 đồng xuống 10 đồng, rồi 5 đồng, 1 đồng, 1 đồng, 1 bạc, 1 cắt, 1 xu, vân vân. Và cuối cùng Đức Vua cho đánh trống truyền rao rằng: hãy lấy không nàng Sirima. Nhưng mà tự nhiên không một ai lớn tiếng lên giành nói: để cho tôi, để cho tôi. Không ai nói gì hết. Đức Vua mới trình Đức Phật biết. Và Đức Thế Tôn, dầu có cho không, cũng chẳng có ai chịu lấy cái nàng Sirima này. Và nhân đó Đức Phật dạy Chư Tăng rằng: này các tỳ kheo, người nữ mà cả quần chúng đã từng yêu mến đang nằm đây, lúc chết ở thành, người ta phải trả 1.000 đồng tiền vàng mới được gần nàng một ngày. Còn bây giờ, dầu có cho không, cũng chẳng có ai thèm lấy. Sắc đẹp có tướng sinh diệt là như thế. Này các tỳ kheo, hãy suy ngẫm về cái tự ngã, cái sắc thân uế trượt này vậy. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 147: Bansacittakatang bimbang arukayang samutsitang aturang bahusang kappang yasanathithuwang thiti. Bansacitta kan tang bimbang arukayang samutsitang
a tu rang ba hu sang cam bang ya sa thi thu ăn thi tỷ. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu. Và cuối thời pháp thì 84.000 chúng sanh chứng đắc pháp nhãn, tức là đạo quả tu đà phật, và vị tỳ khưu si tình ấy cũng chứng đắc thanh quả luôn. Vậy thì duyên sự câu Phật ngôn 147 cho chúng ta thấy rằng vương xá có nàng Sirima mặc hoa da phấn trợ tiên hà, thấy nàng đau yếu duyên còn thấm, một vị tỳ khưu mến thiết tha nàng chết 4 ngày thay đã sinh, tỳ khưu nằm liệt bởi si tình. Việc nghe tiếng gọi liền nhóm dậy đi với người yêu với đệ huynh, than ôi người đẹp biến đâu rồi, đây chỉ còn trơ xác thúi thôi, chủ phiếu dòi bò ra lúc nhúc, còn ai muốn lấy vật tanh hôi. Rồi hết rồi à, nghe hay quá. Sika Suka Đúc Kháng tặng 3 cành hoa. Sa thủ Sisuka Đục Há 3 cành hoa. Rồi quý vị cảm thấy câu Phật ngôn này tuyệt vời không? Hình quá hay chứ. Rồi phần còn lại quý vị à, khi nghe câu Phật ngôn 147 cảm tưởng của quý vị như thế nào về câu Phật ngôn này? Alo, thời gian còn lại là của quý vị để thảo luận. À, bây giờ mới 6 giờ 7 phút ha. Thời gian còn nhiều, còn 23 phút nữa. Xin mời bàn tay của quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn này. À, mời Sika Sukha Dukha đi, à, biểu tặng hoa khen chị. Alo, Sisuka Dukha Bồ Trẻ, thì nghe duyên sự xong thấy hay quá ha, tặng 3 cành hoa. Vậy thì ý nghĩa 3 cành hoa đó có gì cảm xúc trong câu Phật ngôn 147? Alo, Sisuka Dukha. Thế im ru vậy nè. Chắc anh ngủ hết nữa rồi. Quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Sisuka Dukha tặng hoa mà cũng không cầm nút được. Alo, con mắc mấy con cún. Alo, cũng là mấy con cún nữa, chán thiệt. Rồi mời cô tu nữ tự duyên đi, cô tu nữ tự duyên nói chuyện có duyên thiệt. Hôm qua thấy bà con cười, hôm qua hôm kia gì bà con cười quá trời. Đây, cô tu nữ tự duyên ơi, trong hôm 147, à, xà thù, xà thù. Dạ, xà thù lần thay, dạ con kính tri ân ngài. Dạ, hôm bữa thứ năm, thì câu pháp cú khác bữa nay một chút. Dạ, hôm nay thì con nghe duyên sự câu pháp cú 147 đi vào lòng người, và con rất là quý giữa hai người Sirima và Sirima và Uttara. Hai người mặc dù một người thì là một kỹ nữ, và một người kia là một người vợ của cái vị gì đó, rất là tiền bạc đầy đủ. Nhưng mà một người thì bận biểu suốt, còn một người kia thì lại có một cái sắc đẹp tuyệt vời.
một khi mà nàng còn tại thế thì một người kỹ nữ mà lại có giới, còn mới thật ra là hôm nay con nghe duyên sự ngài nói rất rõ, vì một kỹ nữ mà là có giới, nhưng bây giờ thời buổi bây giờ nó khác, khác như thời xưa nhiều quá. Thật ra nghe tiếng kỹ nữ là mình nghe cái người này là cái gọi là cái hạng thấp, nhưng mà ngược lại cái thời Đức Phật lại là có một kỹ nữ mà nó cao như vậy. Chỉ cần một ngày đêm mà 1.000 tiền vàng, mà 1.000 tiền vàng hồi xưa hồi đó cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà đến lúc thân hoại mạng chung thì rau chỉ cần ai mua, mới đầu thì 1.000, rồi từ từ thấp trở lại một số không, cũng không ai mà nhận một cái thi thể như vậy. Thì qua cái câu chuyện rất là hấp dẫn, con ngồi con lắng nghe từ đầu cho đến hết cái duyên sự, rất dài. Nhưng mà tóm lại, cô đọng lại, thì Đức Phật chỉ dạy là khi một người như vậy thì phải cố gắng để mà cho cái người đời thấy được khi cái thân thể của nàng không cho đem thiêu, mà phải đem ra tại nghĩa địa, nghĩa trang gì đó, để cho tất cả những người nếu không ra xem thì bị phạt mấy đồng tiền vàng nữa. Như vậy thì phải đi đến xem để chi? Để quán tử thi, để quán tử thi, để thấy một cái sắc đẹp như vậy mà đến hôm nay nó từ mấy ngày cho đến mấy ngày nó sình, nó thúi, nó hoại, và thậm chí giữ đó để không có cho những con quạ, con chim tha đi, để mà những người chẳng hạn như có nãy con có nghe một vị trong khi một vị xuất gia rồi và vẫn còn cái tâm ái luyến, chỉ nghe đến cái sắc đẹp, nghe kỹ sắc đẹp mà lại ái luyến đến nỗi mà bệnh không ăn được luôn, tại vì có cái tâm cái đó gọi là tâm gì đó, tâm ô nhiễm, gọi là cái tâm tà. Thường là trong vi diệu pháp nói rất là nhiều về cái tâm bất thiện, tham, ái luyến. Cho nên là khi chỉ cần nói chưa thấy mặt mà lại mê như vậy, rồi đến lúc nặng bệnh, đến lúc nặng bệnh thì là vẫn còn sắc đẹp, thì cái vị này mới là, nếu mà cái cô nàng này mà không bệnh thì cái sắc đẹp nó cỡ nào nữa. Bởi vậy đâm ra cái tâm ái luyến, mơ mộng, nhớ nhung, rồi sanh ra bệnh, rồi bỏ ăn luôn. Cũng may là cái vị này ra thấy cái thân xác của nàng, nên cái vị này cũng nghe Đức Phật giảng một bài kinh pháp cú như vậy. Thì Đức Phật giảng có thể là nãy ngài nói bao nhiêu người chứng đắc á, thì tự nhiên quên rồi, nhưng mà rất nhiều. Chỉ cần một câu pháp cú như vậy thôi là biết bao nhiêu người đã chứng đắc dự lưu. Cho nên thì có những câu pháp cú
từ cách nay 2566 năm mà còn để lại như thế này, thì thời bây giờ nếu mà có ai nghe được và hiểu được những lời của Ngài nhắc nhở, đó là những cái bài pháp, những cái bài kinh pháp cú hay là tạng luật gì đó, nếu mà hiểu được, hành được thì chắc chắn sẽ đi đến con đường an lạc nhất là cho mình. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, thì con có vài lời để chia sẻ. Dạ, bây giờ thì thời gian thì Ngài Trí Đức hồi nãy nói thời gian còn lại thì trong đạo tràng mình, mỗi người chia sẻ, mỗi người vài phút thì sẽ hết giờ. Bây giờ là 6 giờ 16 phút. Dạ, bây giờ là kính mời chị Meta, chị có thể chia sẻ và những cái suy nghĩ của chị như thế nào về câu pháp cú 147, cũng như Ngài Trí Đức đã đọc nguyên sự cho mình nghe rồi đó. Và bây giờ tự nhiên kính mời chị Meta. Chị có trước máy không ạ? Dạ. Tự nhiên đã thấy tín hiệu của chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khả Dạ. Dạ, không biết trong đạo tràng có nghe. Dạ, cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ, quý vị khác có nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn Ngài. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Xuất Sang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, nãy giờ con cũng ngồi con lắng nghe từ đầu cho đến hết cái duyên sự mà Ngài Trí Đức đã thuyết lên. Dạ, con thấy cái câu này cũng quá hay, cái tích truyện cũng quá hay. Dạ, dạ, con thấy là hai người, cô kỹ nữ Xí Lý Ma và cô Uttara, và hai người này cũng tu nhiều đời nhiều kiếp, cũng có cái duyên và cũng đã gặp được Đức Phật. Cho nên cuối cùng thì như Ngài nói là có tới 84.000 người đắc cái quả tu đầu quần, kể cả vị tỳ khu mà si tình cô Xí Lý Ma nữa. Thì con nghĩ chắc là cái cô Uttara này chắc cũng đắc luôn rồi, bởi vì cô này đã cúng dường trai tăng cho quý sư là đến 15 ngày lận mà. Dạ, mướn cô Xí Lý Ma này gần gũi người chồng để cô Uttara này có thời gian mà cúng dường, cúng dường trai tăng cho, cúng dường buổi sáng rồi cúng dường trai tăng buổi trưa cho quý sư. Thì con thấy là hai vị này, còn cái cô Xí Lý Ma thì chắc cũng đã có tu nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này mới gặp được Đức Phật, rồi cũng cúng dường mỗi một ngày táp vị tăng. Thì con thấy là Đức Phật đã thuyết 4
cái câu pháp cú 147 này. Và Đức Phật nói là hãy xem bong bóng đẹp. Đức Phật ví cái thân người như là một cái bong bóng đẹp. Nhưng mà trong đó thì chất chứa nhiều thứ bệnh, chất chứa vết thương, chất chứa bệnh hoạn mà chúng ta cần phải suy tư, phải quán về cái 32 thể trược này. Đức Phật cho rằng thân người dầu đẹp dầu xấu gì, đẹp tới cỡ nào, đẹp tới là như tiên nga hay là không đẹp gì, đều là một cái bong bóng, một cái bao da. Đức Phật đã từng nói đó là một cái bao da chứa là máu mủ đàm nhớt đủ thứ. Và trượt mà không có cái gì đẹp hết, không có gì, đó toàn là thể trượt không. Và chứa nhiều vết thương, rồi chứa nhiều bệnh hoạn. Và Đức Phật cho chúng ta biết như thế để chúng ta suy tư, chúng ta đừng có chấp cái ngã, cái này của tôi, rồi cái kia của tôi, của ta, như thế nào, là tất cả đều vô thường. Rồi cuối cùng cái bong bóng đẹp hay là cái bao da này rồi nó cũng bị tiêu hoại, không có cái gì trường cũ hết, tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Và Đức Phật đưa lên cái pháp như thế để cho chúng ta phải suy tư và phải đừng có chấp ngã nữa. Và theo con thì con nghĩ là như vậy. Thì con chỉ có cái ý kiến như vậy thôi. Thành ra chúng con nghĩ là tất cả mọi người cũng nên là suy tư qua cái câu pháp cú 147 ngày, 147 này, để mà bỏ cái chấp ngã. Và phải nhớ rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã, để mà cố gắng tu tập, thu thúc cái lục căn của mình, đừng có chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp. Và nhớ, và con còn nhớ một cái điều nữa là Đức Phật nói là trong cái thế gian này có tới 11 cái ngọn lửa thiêu đốt. Và cái câu pháp cú 146 kỳ rồi thì Đức Phật cũng nói là có tới 11 cái ngọn lửa thiêu đốt. Đó là tham, sân, si, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não. Và chúng ta nhớ như vậy để mà cố gắng tu tập. Và con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Con xin trả máy lại cho đạo tràng. Và con kính cảm ơn sư đã giảng giải hai câu pháp cú 146 và 147 trong cái pháp phẩm già, trong cái phẩm già này rất là tuyệt vời. Và con kính cảm ơn sư, con kính cảm ơn đạo tràng. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Sa thủ cô tu nữ truyện duyên Sikmita có nhiều ý kiến rất là sâu sắc về câu Phật ngôn này. Cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm, thượng tọa Thanh Tâm cho biết ý kiến về câu Phật ngôn 147 qua sự nhận định của cô tu nữ truyện duyên rồi Sikmita. Alo, thượng tọa Thanh Tâm ơi, lâu quá không nghe tiếng của thượng tọa cũng nhớ. Cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm ạ. Rồi, thượng tọa Thanh Tâm đâu rồi? Chắc lâu quá không gặp, rồi cũng nhớ nhớ mà sao không thấy thượng tọa lên đó. Rồi, trở lại vấn đề câu Phật ngôn 147. Hồi thời kỳ Đức Phật là như vậy, nhưng mà thời buổi bây giờ
chúng ta làm như vậy được không? Khi mà Đức Phật hội kiến với Đức Vua Vimpisara, một người đã chết thì đáng lẽ đem thiêu, đem chôn, hoặc là thủy tán, địa tán, hỏa tán cho rồi. Bây giờ để tới 4 ngày sình lên, dòi bò lúc nhúc. Vì lý do gì? Rồi bắt buộc phải đi xem, không đi xem phạt 8 đồng tiền vàng. Lệnh vua mà. Có một cái sĩ tử thi mà đem hành hại dân chúng, rồi bắt phải tới đứng nhìn xem một cái tử sĩ sình lên dòi bò lúc nhúc. Thì quý vị thấy đây là một đối tượng, đây là một nhân duyên mà chính Đức Phật Ngài mới thấy được cái nhân duyên đó. Tức là mỗi buổi sáng chứ không cầm biết được. Rồi quan hỷ. Rồi vì cái đối tượng tử thi đó có nhân duyên mà Đức Phật trong buổi sáng sớm Ngài đã quán coi cái căn cơ của chúng sanh hữu duyên nên thế độ. Và hữu duyên nên thế độ đó là 84.000 chúng sanh. Và trong đó cái chúng sanh mà thế độ mà coi như là vị tỳ kheo si tình mới nhìn qua mà thấy đã cảm rồi, rồi bỏ ăn bỏ uống nằm liệt giường cho đến ngày thứ tư. Quý vị thấy là si tình để nổi mà coi như bỏ ăn bỏ uống. Và Đức Phật chỉ thuyết lên câu Phật ngôn 147 này, 84.000 chúng sanh chứng đắc thánh quả. Còn chúng ta thì thế nào? Một đối tượng mà để 84.000 chúng sanh chứng đắc thánh quả. Còn chúng ta trong thời buổi bây giờ, quý vị cũng đã từng gặp, không phải riêng Việt Nam mà khắp thế giới, hằng ngày xác chết đi ngang qua chùa, qua nhà của chúng ta, mà cái sĩ số lên có cả ngàn người chết mà thiêu không kịp đó, chết mà phải chất đóng lại, bỏ tủ lạnh, phòng đông lạnh, thì người ta chết cả ngàn người như vậy. Nhưng mà tâm trạng của chúng ta có kinh cảm hay không? Chúng ta có quán về cái vấn đề bất tịnh, có quán về vấn đề vô thường hay không? Một người để cảnh tỉnh 84.000 người chứng đắc thánh quả, còn bây giờ cả ngàn người nằm xuống nhưng mà cặp mắt chúng ta vẫn chơi trơ, để rồi đổ thừa cho vaccine tại vì tiêm cái mũi 3, tiêm mũi 2, cho nên cái trí nhớ nó lú lẫn gọi là một hội chứng. Khi mà chúng ta có một lỗi lầm gì đó hoặc là chúng ta sai trái cái gì đó thì đổ thừa tại mất dịch tiêm mũi 3, cho nên bây giờ cái trí nhớ nó lú lẫn, nó quên, và đó cũng là một hội chứng. Và chúng ta quên chính bản thân của chúng ta luôn, sự vô thường trên cái thân xác này. Rồi sự bất tịnh nó cũng nằm trên cái thân xác này. Nhưng mà người xưa thì người ta còn nhớ, còn người bây giờ thì hay quên. Chính người quên như vậy, quên luôn cả bản thân của mình, để rồi chúng ta đắm chìm vào trong những cái trụy lạc về ngũ dục. Câu Phật ngôn này cũng là một cái sự thức tỉnh để chúng ta thấy rằng nó đẹp ở bên ngoài nhưng mà bên trong nó chẳng có gì đẹp cả. Câu Phật ngôn 147 cũng giống như khi mà Đức Phật nói với nàng Magandhija, hai ông bà dẫn đứa con gái đến, mà cô con gái này thì đẹp lắm, nhưng mà Đức Phật này lại nói rằng chẳng qua chỉ là một cái bao da,
chứa đựng những đồ bất tịnh. À, người đẹp như vậy mà Đức Phật phán một câu như vậy làm cô ta bất mãn. Nhưng mà hai ông bà già kia lại chứng đắc thánh quả. Một con nói mất lòng người này, nhưng mà đem lại lợi ích cho cha và mẹ của cô ta. À, rồi cô ta mới kết quan trái với Đức Phật bằng cách sau này được làm hoàng hậu, vợ của Đức Vua Ú Đê Na. Và thế là cô ta tìm cách trả thù Đức Phật bằng cách mướn cung đồ, mướn giang hồ, mướn những cái kẻ mà đậu đường xó chợ, chửi Đức Phật suốt 7 ngày 7 đêm. Đức Phật đi bác thì chặn đường chửi, chửi đến nỗi mà Ngài Ananda chịu không nổi, bạch Ngài đi vô khác. Giờ ở đây nó chửi Ngài chịu không nổi, thì Đức Phật nó gửi đi chỗ khác nó cũng chửi nữa làm sao, thì đi chỗ khác nữa. Không lẽ cái đi hoài vậy sao? Nó chửi mở miệng thôi, cứ im lặng. Chúng ta thể hiện sự nhẫn nại, nhẫn bị nhục mà không nhẫn thì bị đục. Thôi thì chúng ta hãy chịu nhục cho quen đi, chửi đâu có nhá ăn thua gì. Và thế là trong 7 ngày chửi mở miệng, và cái ác quả nó trả quả nhận tiền luôn. Mà Gandhi già cả dòng họ và đã bị coi như vu cáo cho hoàng hậu Samawati, để rồi coi như bị chết một cách thảm khốc. Thì như vậy ở đây cái điều mà chúng ta thấy là những cái ác nghiệp dù lớn dù nhỏ thì chúng ta cũng nên né qua một bên, mà hãy nhìn vào cái bản thân của chính mình. Dòi bò lúc nhúc, khi sống thì đẹp đẽ như vậy, nhưng mà khi nằm xuống thì bất tịnh, cửu khiếu, thất khiếu, nó chảy ra những mùi hôi tanh. Và trong cái mùa dịch thì chúng ta cũng thấy xe chạy ngang qua còi hụ người chết, có khi một xe nó chất đầy chứ không phải là một người. Mà đây là một người đã cảnh tỉnh được, đã thức tỉnh được 84.000 người. Tại sao chúng ta thấy hàng ngày như vậy mà chúng ta không có thức tỉnh? Chẳng qua là chúng ta nghiệp dày duyên mỏng. Thôi thì với câu Phật ngôn này cũng đã thức tỉnh một phần nào, để rồi chúng ta cố gắng tu tập cho đời sống của chúng ta có được sự an vui trong hiện tại này thì cũng là phước lắm rồi. Thời gian sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa.